Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nhé. Thì hôm nay mình sẽ thử nghiệm cái món mì tôm ngoại. Đây, đây chuẩn bị cái bánh mì tôm, hai con tôm này. Đây, hôm nay mình sẽ pha thử với chai setting, setting màu đỏ. Xem cái cảm giác khi mà mình pha cái chai setting này với gói mì tôm để ăn thử xem cái mùi vị, cái hương vị nó sẽ khác lại như nào, các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Như đầu tiên thì mình sẽ đấy, mà lắp chai setting ra, mình sẽ đổ vào cái bát này, sau đó mình sẽ đun sôi lên và mình pha mì tôm vào các bạn nhé. Đấy, tính ăn mới cái gà nó rất mạnh. Đấy, mình sẽ đổ setting ra bát. Đổ hết chai setting các bạn, cho nên mình bếp mình đun các bạn nhé. Mình sẽ cho cái bát setting này lên, mình bật bếp mình đun. Đun sôi mình sẽ cho mì tôm mình pha. Mình sẽ đun khi nào sôi mình sẽ cho pha các bạn nhé. Mình tự làm vừa quay nên nó không được thuận tiện cho lắm. Đây mì tôm các bạn này. Đấy, mì tôm chính hiệu hai con tôm này. Đấy, của Vi Phong. Mình sẽ bóc này. Mình bóc cho mình sẽ chờ cho cái tôm setting này sôi thì mình sẽ cho cái mì tôm vào mình pha các bạn. Đấy, đây là lần đầu tiên mình pha cái gói mì tôm này với setting này, mình ăn thử xem cái hương vị nó ra sao, mà nó khác biệt thì khi mình pha với nước sôi không. Chai setting rất là đỏ. Mình quay gần cho các bạn xem đấy, chai setting bắt đầu, bát setting của mình đun bắt đầu lăn tăn sôi các bạn. Đây các bạn đang quan sát thấy là cái bát setting để pha với mì tôm bắt đầu sôi các bạn nhá. Đấy, nó bốc khói lên rồi, mình bắt đầu sẽ cho mì tôm vào các bạn. Đây, bát setting khi đun sôi cái mùi setting bốc lên các bạn, đấy, sôi nó bốc hương vị lên rất là thơm. Mình sẽ cho cái mì tôm mình cho hết khói luôn. Đấy, màu đỏ của nước setting bắt đầu ngấm vào mì rồi các bạn. Hai màu đỏ, hồng hồng màu đỏ này. Mình sẽ đun sôi lại kỹ. Đấy, mình sẽ đảo đều lên xem cho nó mì tôm lên nhanh chín các bạn nhé. Sắp ra rồi các bạn. Đấy, hương vị bốc lên rất là thơm không? Đặt mùi setting luôn. Đó, mà thấy không ấy, sợi mì bắt đầu ngấm màu đỏ rồi. Đó, rất là đẹp đấy, hương vị rất là thơm luôn. Thơm đặc biệt của mùi setting, nước setting. Mình đun thêm chút nữa là mình sẽ thưởng thức các bạn nhé, xem cái hương vị ăn như thế nào. Đây là sợi mì tôm đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cho bạn xem nhé. Mình sẽ tắt bếp đi.
Nên mình sẽ về lên nhà để thưởng thức cho bạn xem. Nên mình đã bê cái tô mì tôm lên rồi các bạn đấy. Thì mình pha nấu cái sự tinh đó các bạn. Mời tất cả các bạn nhá, mình sẽ ăn thử xem cái mùi vị, cái hương vị của gói mì tôm cái phông này khi nấu với sự tinh xem cái mùi vị nào. Tại vì mình biết là chai sự tinh sẽ rất là ngọt nên mình sẽ không cho súp hay là cái gia vị của gói mì tôm, thì mình chỉ cho mỗi mì tôm không và nấu cùng với các bạn. Xem ăn thử xem nhà các bạn nhé, hãy các bạn nhé. Một màu đỏ rất là đẹp luôn đấy. Màu đỏ sẽ bị hồng hồng luôn các bạn đấy. Và hương vị của sợi mì đúng không, thơm đặc mùi sợi tinh luôn các bạn, thơm đặc mùi của sợi tinh luôn các bạn. Mình ăn thử cho bạn xem nhé. Rất là ngọt các bạn, không khác gì mình uống nước sợi tinh các bạn, thật sự rất là ngọt. Sợi mì là thành mì này là mì ngọt luôn các bạn đấy, nó rất là ngọt luôn, cái nước sợi tinh nó ngấm vào sợi mì. Cảm giác cái hương vị của nước sợi tinh thơm lắm bạn, hòa quyện với mì tôm, nó ăn cũng rất ngon các bạn, chúng ăn rất là ngon. Mình ăn thử xem hết cái tô này các bạn nhé, nó thật sự rất là ngọt các bạn, sợi mì tạo thành cái sợi mì ngọt rồi, ngọt ở cấp độ này, cấp độ 5 này các bạn, sợi mì rất là ngọt. Nếu như mình ăn mì Hàn Quốc 7 cấp độ các bạn đấy, thì nó cấp độ này đạt cấp độ 5. Để gần cho các bạn xem. Đây, hơi nóng. Ăn nóng các bạn. Nào các bạn. Rất là ngon các bạn nhé, mì ấy, khoai, tô đỏ rất là ngon các bạn. Ngọt lắm các bạn, ngọt này thơm nữa, này hơi béo béo ngậy ngậy của sợi mì các bạn. Bạn nào thử pha thử như mình ăn thử xem nó có giống cái cảm nghĩ súp của mình không nhé. Cảm thấy rất là ngon các bạn. Mình dùng thìa các bạn này, mình múc nước mình uống thử. Uống nước sợi tinh các bạn, rất là ngọt, ngọt luôn các bạn, thơm, rất là ngọt thơm các bạn. Và thấy mì ăn nóng bốc khói ngủ các bạn, ngọt lắm các bạn đấy. Sẽ ngọt này chắc không ăn hết được nhưng mà rất là ngọt các bạn đấy. Sẽ ăn gần hết xem cái bát này xem như nào ăn nhé. Ngọt lắm, thơm bạn. Rất ngon các bạn, rất là ngon. Xong cũng cố gắng ăn hết bao. Rất tuyệt vời các bạn. Mình uống đấy, mình uống thử quả ti nước mà nhé, rất là ngọt các bạn. Thơm ngon lắm các bạn đấy. Cái mùi sợi tinh với mùi mì tôm nó hòa quyện với nhau, nó tạo một cái hương vị nó rất là lạ các bạn, không thể tả được. Hai hương vị nó quyện vào nhau rất là khó tả, mùi rất là được.
mùi nó kiểu hơi như cái gì nó giống như cái mùi nồi đề nồi cắm lợn ngày xưa, nó hơi khê khê các bạn đấy, cảm giác cái mùi nó kinh hòa quyện nhau nó thế các bạn đấy, mùi sao mình chả thật với các bạn nhé đấy, như mùi nồi cắm lợn nó khê khê các bạn đấy. Để các bạn xem. Nó ngọt không ạ? Sau một lúc ăn thì mình còn ít này thôi các bạn đấy. Mình sẽ cố gắng ăn gần hết các bạn nhé. Đấy. Sự là rất là ngọt các bạn, rất là ngấy. Mình ăn phải đến 2 phần 3 tua cái gói mì tôm các bạn đấy. Rất là ngọt các bạn. Mới ăn xong này không biết có đau bụng không, nhưng mà thấy cái hương vị rất tuyệt vời các bạn đấy, rất là ngon, rất là ngọt đấy. Không nghĩ là nấu mì tôm với nước sự tinh này ngon thế các bạn đấy, ngọt đấy, rất dễ ăn các bạn đấy. Nấu các bạn nhé. Rồi là sắp hết rồi các bạn ơi. Đấy. Ông nó lò các bạn. Mình ăn gần hết gói mì tôm khi lấy cái chai thủy tinh các bạn. Đây chỉ còn hai ba gắp nữa là hết các bạn. Rất là ngọt, rất là ngon các bạn. Đấy. Tôm trong bát là hết rồi, còn mấy tiền nước các bạn. Đấy. Thật sự là rất tuyệt vời các bạn. Đấy, sau khi mình cố gắng ăn hết cái gói mì tôm pha với chai sữa tinh ạ. Thật sự là mùi vị nó rất là ngọt. Đấy, ngọt này, thơm này. Đấy. Đấy, cái mùi nước sữa tinh dính trên tay này. Rất là dính như vị đường các bạn. Thật sự là cái màu đỏ của chai sữa tinh ngấm hết vào sợi mì đấy. Các bạn đã biết đây này, sợi mì là màu hồng. Đấy. Hồng đỏ rất là đẹp. Đấy, nước rất là ngọt mà khi mình ăn thì cảm nhận thấy vị ngọt hòa quyện với sợi mì rất là nhà ở cấp độ 5 các bạn đấy. Rất là ngọt luôn đấy. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp các bạn ở video sau nhé. Nếu các bạn thấy hay hãy ấn nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé, cho giúp mình có động lực niềm tin để làm video sau nó hay hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé, bye bye.